Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. FPT là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư trên thị trường vô cùng quan tâm bởi cái thời đại hiện nay liên quan đến công nghệ thông tin, đến chuyển đổi số, đến kinh doanh Internet thì FPT là một trong những đối tượng doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất. Thì đây cũng là một trong những cái cổ phiếu cổ truyền của AZFIN Việt Nam chúng tôi từ năm 2013 đến nay. Do nhận được rất nhiều các yêu cầu của quý vị và các bạn đánh giá FPT xem cái Covid ảnh hưởng như thế nào và tương lai của FPT sẽ ra sao, thì đến hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn đánh giá cổ phiếu FPT dự báo kết quả kinh doanh quý 4 2020. Thì nội dung chính của chúng ta gồm những phần như sau. 1. Đó là tổng quan về lợi thế cạnh tranh của FPT. 2. Đánh giá FPT 9 tháng 2020 qua báo cáo tài chính. 3. Hé lộ chiến lược tài chính tài tình mang lại 100 tỷ mỗi năm cho FPT. Thứ tư là dự báo kết quả kinh doanh quý 4 và kết luận đầu tư đối với cái cổ phiếu FPT này trong tương lai 2021 và các năm sau như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ cùng vào các cái nội dung chi tiết. Đầu tiên đó là tổng quan về lợi thế và lợi thế cạnh tranh của FPT. FPT giá hiện tại là 57.000 đồng, khối lượng giao dịch trung bình là khoảng gần 2,2 triệu, vốn hóa thị trường là 44.600 tỷ đồng, tức là khoảng độ gần 2 tỷ đô đấy. Số lượng cổ phiếu là 784 triệu cổ phiếu, ROE là 25%, ROA 16%, EPS 2020 chúng tôi dự báo là 4.369 đồng và giá trị sổ sách là 2.150 đồng. Đó, cổ đông lớn thì gồm có một số cổ đông như sau, đó là ông Trương Gia Bình là cổ đông lớn nhất, chủ tịch với 6,13%, cái banh ngân hàng Macquarie chiếm 5,37%, tiếp theo là SCIC chiếm 5,1%, Red River Holding chiếm 2,68%, ông Bùi Quang Ngọc cựu CEO hiện nay là phó chủ tịch thì chiếm 2,46%. Như vậy có thể thấy là cơ cấu cổ đông rất nhiều các cổ đông lớn và tốt, tuy nhiên cũng không có một cổ đông nào nắm đến trên 10% cả. Và có thể nói là FPT là một trong những cổ phiếu quốc dân mà tất cả các quỹ đầu tư không thể không có. Và cái lợi thế cạnh tranh của FPT gồm những gì? Thì chúng ta sẽ cùng đi vào điểm lại như sau. Một, đó là FPT sở hữu cái hệ sinh thái khá toàn diện và mạnh. Thứ nhất là toàn diện, thứ hai là mạnh. Bao gồm đào tạo này, rồi mảng công nghệ, mảng viễn thông, rồi mảng đầu tư. Thì đào tạo thì tạo nhân sự cho mảng công nghệ rất khó khăn trong tuyển nhân sự và mảng viễn thông nữa. Tương tự, mảng công nghệ, mảng viễn thông lại hỗ trợ cái nơi việc thực hành, thực tập, việc làm cho các sinh viên, giúp cho cái mảng đào tạo tăng trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ ở khắp các vùng ở cả nước Việt Nam. FPT không tập trung ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn mà họ đều có các cái cơ sở tại các vùng trọng điểm kinh tế của đất nước để từ đó khai thác được cái nguồn nhân lực hiệu quả nhất, tốt nhất. Đó là một cái lợi thế mà chỉ có FPT ở Việt Nam có thôi, còn tất cả những các doanh nghiệp khác đều không có. Thứ hai là lợi thế về nguồn nhân lực, thì đây là lợi thế chung của Việt Nam. Lợi thế quốc gia học toán nhiều, chất lượng nhân sự của chúng ta về cơ bản là nhanh nhẹn và thông minh, giá thì lại rẻ so với cùng chất lượng. Có rất nhiều các nước là cũng đông dân số, chi phí cũng rẻ như chúng ta, nhưng mà do họ học toán ít, họ do đó là cái việc trở thành các coder hay là các cái chuyên viên liên quan đến công nghệ thì sẽ rất là khó khăn đối với họ. Thì ở Việt Nam thì ngược lại, chúng ta có một lợi thế như thế, học toán nặng cũng có lợi thế, đúng không ạ? Thì cái giá nhân công rẻ thì chỉ bằng khoảng 60-70% so với chất lượng tương đương của Trung Quốc và Ấn Độ. Thứ ba là thương hiệu của FPT là tương đối mạnh, sở hữu cái dịch vụ công nghệ thông tin khép kín, từ khâu tư vấn thiết kế đến thực thi và các sản phẩm bổ trợ rất là tốt. Thì cách đây khoảng 2 năm thì FPT có mua Intellinet ở Mỹ, từ đó hoàn thiện cái hệ sinh thái của mình, có thêm cả khâu thiết kế tư vấn. Và với mỗi nhân viên của Intellinet thì họ làm việc, họ có thể tạo ra công ăn việc làm cho vài trăm nhân viên coder, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thứ tư đó là quản trị công ty và văn hóa doanh nghiệp của FPT là mạnh và là hàng đầu Việt Nam. Chúng ta có thể thấy trong nhiều năm qua thì văn hóa FPT luôn luôn được các doanh nghiệp khác học hỏi rất nhiều. Và đó cũng chính là một trong những chủ đề rất quan tâm trong cái bộ môn văn hóa doanh nghiệp ở các trường đại học dạy về kinh tế ở Việt Nam. Tiếp theo là thứ năm là ngành công nghệ thông tin là một có cái xu hướng tất yếu.
tất yếu. Sau Covid-19, chúng tôi cho rằng lại càng mạnh mẽ hơn trước đây. Và đặc biệt từ quý 4 2020, nó sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn so với trong quá khứ rất là nhiều. Do đó tạo điều kiện cho cái công ty FPT này có thể phát triển rất là tốt. Tiếp theo là về hoạt động kinh doanh chính của FPT. Thực tế là trước đây thì FPT hoạt động khá là đa ngành đa lĩnh vực. Tuy nhiên gần đây thì hoạt động chính của FPT chỉ là gồm hai phần thôi. Đầu tiên là FPT Telecom và thứ hai là FPT Software. Bên cạnh đó là mảng bổ trợ rất tốt, đó là mảng giáo dục FPT Education thì với lòng cốt là FPT University, đúng không? Bên cạnh đó thì FPT cũng có cổ phần vẫn còn ở các cái doanh nghiệp khác. Ví dụ như FPT vẫn sở hữu VN Express, đây là một phần của thuộc FPT Telecom. Tiếp theo FPT vẫn còn sở hữu TP Bank, tức là vẫn là cổ đông lớn của TP Bank nhưng mà đã thoái rất nhiều rồi. Tuy vậy bây giờ vẫn sở hữu cổ đông lớn. Rồi là FPT vẫn sở hữu công ty liên kết là FPT Shop, chuyên bán điện thoại, phụ kiện điện thoại, laptop vân vân. Rồi là FPT Synnex cũng là công ty liên kết, rồi FPT Security cũng là công ty liên kết. Thì các cái công ty này nó sẽ không đóng góp trực tiếp cho tập đoàn. Tuy vậy nó cũng đều là những cái thương đối hiệu rất mạnh trong cái lĩnh vực của mình. Ví dụ TP Bank là một ngân hàng trẻ tầm trung được đánh giá rất cao. Và FPT Shop thì cũng là cái công ty thứ hai trong cái lĩnh vực bán lẻ các cái thiết bị ICT. Và FPT Synnex thì cũng là một trong ba nhà phân phối bán buôn rất là lớn ở Việt Nam. Rồi FPT Security thì cũng thường nằm ở top 10, nó hoạt động rất là ổn định. Thì đây là một cái các cái thương hiệu mà FPT có ở trong này rất là mạnh mẽ và rất là tốt. Và trọng tâm, tôi nhắc lại, trọng tâm là FPT Software lớn nhất, rồi FPT Telecom, bên cạnh đó thì FPT Education sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái hệ sinh thái khép kín của cái công ty này. Như vậy, và cái việc là thoái vốn dần khỏi những cái công ty mà không trọng tâm thì góp phần dồn tổng lực cho những cái hoạt động chính, sẽ mang lại cái hiệu quả trong tương lai rất là tốt. Tiếp theo về đánh giá sức khỏe tài chính của FPT trong 9 tháng qua thì cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu thì duy trì ở mức 60,5%, thì rất là an toàn với một công ty làm ăn hiệu quả như FPT. Đặc biệt nợ vay dòng của FPT còn âm cơ. Thì chúng tôi thấy rằng là FPT vay rất nhiều phục vụ cho mục đích kinh doanh tiền, do đó vô cùng an toàn. Tức là họ có vay nợ nhưng mà do có một cái thủ thuật đó là họ gửi lại ngân hàng với cái lãi cao hơn rất nhiều, và sau khi có được cái nguồn đô la từ nước ngoài về thì họ lại trả lại. Thì đây là một cái hoạt động rất là an toàn, rất là an toàn. Và nợ vay dòng của FPT, lưu ý với quý vị, là còn thậm chí còn âm cơ. Tức là nếu FPT không thực hiện cái việc kinh doanh nguồn vốn đó thì họ có thể hoàn toàn không vay nợ một xu nào, vẫn có thể phát triển bình thường rất là tốt. Và cái chiếm dụng vốn của FPT thì liên tục duy trì trên 100%, cho thấy cái hoạt động kinh doanh cũng như cái lợi thế cạnh tranh của FPT rất mạnh. Hay nói cách khác, từ cái việc chiếm dụng tốt này thì cho thấy là FPT sẽ bớt phải dùng nợ vay là chính nhất. Thứ hai là cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nó rất là khỏe, và nó sẽ khỏe hơn so với lợi nhuận sau thuế. Thì đấy là minh chứng cho cái việc chiếm dụng vốn rất hiệu quả. Tiếp theo là FPT là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi ở Việt Nam có trả cổ tức tiền mặt cao, duy trì ổn định cho cổ đông theo thời gian. Và cái cổ tức của FPT trả ấy, thì họ thường trả cố định vào tháng 5 và tháng 8. Tức là làm cho cổ đông rất an tâm và họ hiểu lúc nào họ nhận được cổ tức. Chứ họ không phải là đùng một cái thích thì trả, lúc nào thì trả, trả bao nhiêu thì trả, để có thể làm sóng làm giá cổ phiếu. Mà FPT có cái kế hoạch như thế rất chuẩn chỉ, rất bài bản. Nó tương ứng với giống như các cái tập đoàn hàng đầu thế giới. Thì ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp như thế. Chúng tôi có thể điểm ra một số doanh nghiệp như sau. RE cũng vậy này, thường trả cổ tức cuối tháng 2. Hay là Vinamilk này, cũng trả cổ tức rất là bài bản, đúng cái thời điểm như thế. Điều đó tạo sự an tâm cho cổ đông rất lớn. Từ những cái đánh giá trên có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của FPT không thể tốt hơn. Chúng tôi cho rằng là như vậy. Tiếp theo là về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của FPT trong 9 tháng năm 2020. Thì đầu tiên là về quý 3 đi. Thì kết quả kinh doanh của FPT có sự sụt giảm so với quý 3 cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ hai vấn đề. Một, quý 3 năm 2019 của FPT đã quá tốt. Thứ hai là do ảnh hưởng của cái việc Covid-19 ở cái quý cuối quý 1 đầu quý 2, khiến cho cái lượng hợp đồng rồi là chuyển giao các thứ của FPT trong quý 3 nó sẽ bị đình trệ. Từ đó làm cái kết quả kinh doanh nó giảm. Và chúng tôi cho rằng đấy cũng chính là đáy kết quả kinh doanh của FPT trong cái năm 2020 này. Và doanh thu và lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 9 tháng 2020 tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt hơn 7%. Tức là cả doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế
chỉ đạt hơn 7% đấy, chúng ta đấy, doanh thu tăng 7,9% đúng không ạ? Lợi nhuận gộp tăng 7,21%, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 7,44%. Thì nguyên nhân như đã trao đổi đó là đến từ Covid và chủ yếu là quý 3 bị ảnh hưởng nặng nhất, khiến cho cái lượng hợp đồng bị giảm mạnh cuối quý 1 và quý 2. Chính vì thế là cái việc tăng trưởng này nó tạm thời chậm lại. Và cùng với đó thì biên lợi nhuận gộp của FPT giảm nhẹ, biên lợi nhuận sau thuế thì giảm khá mạnh từ 17,9% 9 tháng 2019. Đây ạ, biên lợi nhuận dòng đây từ 17,9% 2009 xuống còn 14,98% 9 tháng 2020. Tuy vậy thì chúng tôi cho rằng nó sẽ được sớm được cải thiện mà thôi. Thì nguyên nhân như ở trên đã nói, Covid đúng không ạ? ROE của FPT thì cũng suy giảm, tuy vậy vẫn duy trì ở mức rất cao, 9 tháng mà đạt những 18,87% trong 9 tháng. Thì dự kiến cả năm 2020 có thể đạt 25,5%, nó còn cao hơn cả so với gần 4 lần gửi ngân hàng. Gần 4 lần hơn gửi ngân hàng và có thể là gần tương đương với năm 2019. Có thể nói là đây là một trong những cái mức sinh lời duy trì dài trong nhiều năm, hiệu quả hàng đầu ở trên sàn của chúng ta. Chưa đến 5% doanh nghiệp có được những cái thứ như thế này đâu ạ. Từ đó có thể thấy rằng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của FPT trong 9 tháng cơ bản vẫn rất tốt trong cái điều kiện Covid hết sức phức tạp. Đúng không ạ? Trong khi các ông khác thì rất khó khăn, thậm chí lo việc phá sản, thì ông này vẫn tăng trưởng được hơn 7%. Đó là một điều rất đáng mừng và cho thấy cái nội lực nó rất là khỏe mạnh. Tiếp theo đây đánh giá về dòng tiền trong 9 tháng năm 2020. Thì tiền từ hoạt động kinh doanh của FPT luôn tốt và hiếm có, rất bám sát lợi nhuận. Đúng không ạ? Nó minh chứng cho việc hoạt động kinh doanh hiệu quả và mang lại dòng tiền rất lớn. Tiếp theo, về tiền từ hoạt động đầu tư thì âm lớn. 9 tháng 2020 thì chủ yếu do FPT gửi ngân tăng cường gửi lãi ngân hàng, giúp cho đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến gần 10.000 tỷ, sắp xỉ 10.000 tỷ. Và kết quả kinh doanh có doanh thu tài chính lên đến hơn 500 tỷ. Đó. Thì đây là đầu tư này là đầu tư rất lớn, do một phần lớn nhất là đến từ việc gửi ngân hàng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì FPT vẫn duy trì hoạt động đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mình. Ví dụ như là xây cái tòa nhà FPT ở khu vực Cầu Giấy chẳng hạn. Đúng không ạ? Và cái quy mô mở rộng thì chúng tôi đánh giá nó tương đương với khoảng 10% so với tài sản cố định của công ty trong một năm. Như vậy đây là một mức mở rộng ở quy mô vừa phải. Tiếp theo về dòng tiền từ hoạt động tài chính thì dương, do FPT vay tiền để đầu tư tài chính như ở phía trên tôi trình bày. Đó, đầu tư tài chính ở dòng tiền đầu tư lớn hơn so với việc là FPT vẫn trả cổ tức, từ đó khiến cho dòng tiền hoạt động tài chính của công ty này dương. Tuy vậy là từ những cái phân tích đánh giá nội hàm ở trên thì có thể thấy rằng dòng tiền của FPT có thể nói là hoàn hảo. Thì chúng tôi cho rằng đây là hoàn hảo luôn này. Hiếm có doanh nghiệp nào có thể đạt được cái điều như thế này. Và cũng phải khẳng định rằng anh Phương, phó tổng giám đốc của FPT là một trong người rất là tài tình trong cái việc quản trị cái tài chính của tập đoàn này. Cùng với giám đốc tài chính của Hòa Phát thì đây là những người rất giỏi trong cái vấn đề quản trị tài chính của các cái tập đoàn lớn, mang lại hiệu quả rất cao và lại an toàn. Tiếp theo, về cái chiến lược tài chính như chúng tôi nói ở phía trên rất nhiều, đó là FPT gửi ngân hàng, vay để gửi ngân hàng, đúng không ạ? Thì đây chúng tôi đánh giá là một trong những chiến lược tài tình và mang lại cả 100 tỷ đồng mỗi năm cho cái công ty này mà không cần phải tốn quá nhiều công sức và nhân sự. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đầu tiên là vay nợ ngắn hạn của FPT là khoảng 10.256 tỷ 9 tháng đầu năm, đúng không ạ? Vay nợ dài hạn là khoảng 753 tỷ. Như vậy là trung bình vay nợ của FPT chúng ta cộng lại cả ngắn hạn, cả dài hạn, trung bình từ đầu năm đến nay, đúng không ạ? Thì đâu đó nó khoảng độ gần 10.000 tỷ. Đúng không? Gần 10.000 tỷ. Khoảng hơn 9.000 tỷ. Và trung bình các cái khoản vay ngắn hạn của FPT là khoảng độ 8.350 tỷ. Và trung bình các cái khoản vay là khoảng 9.500 tỷ. Đó, như vậy là FPT về cơ bản họ vay chính là họ đi gửi. Đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng là vay rõ ràng là nhiều hơn gửi khoảng hơn 1.000 tỷ, đúng không ạ? Nhưng mà cái tài tình ở đây ạ. FPT đi vay như tôi vừa trình bày, trung bình là 8.885 tỷ đồng với chi phí lãi vay là 287 tỷ đồng trong 9 tháng, tương ứng với lãi suất khoảng 4,3%. Đây, chi phí lãi đây, 287 tỷ từ mùng 1 tháng 1 2020 đến 30 tháng 9 2020. Tức là số vay trung bình là 8.885 tỷ thì tương ứng với lãi suất vay là 4,3% một năm. Đúng không ạ? Đây là 9 tháng thì có khoảng hơn 3% thôi, nhưng tính cho cả năm là 4,3%. Đồng thời FPT gửi ngân hàng
trung bình khoảng 8.350 tỷ như tôi vừa trình bày ở slide trên, thì mang lại doanh thu tài chính được 508 tỷ đồng tiền lãi. Đây ạ, 508 tỷ đồng tiền doanh thu từ tiền lãi đi gửi trong 9 tháng thì thu được 508 tỷ, rất khủng khiếp, tương ứng với lãi suất khoảng 8,1%. Như vậy nhìn vào đây, từ đây chúng ta có thể thấy ông FPT đã ăn chênh 3,8%, tương ứng với khoảng 221 tỷ trong 9 tháng. Như vậy cả năm FPT có thể ăn chênh lên đến 300 tỷ đồng. 300 tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể nói rất khủng khiếp. 300 tỷ đồng lợi nhuận từ cái việc kinh doanh tài chính của cái tập đoàn này, nhờ vào vị thế vững chắc của nó, mà nó có thể đi vay đô la với giá rất rẻ về đổi ra tiền đồng và gửi với lãi suất rất cao. Đúng không ạ? Đồng thời với đó, khi doanh thu từ nước ngoài về bằng đô la, về nơi họ lại trả họ lại vay tiếp và đợi về lại trả. Và họ nhờ cái công việc này đó mà họ có thể mang lại 200 đến 300 tỷ đồng lợi nhuận một năm, giúp cho cái công ty này có thêm được cái kết quả rất tốt. Phải nói là đây là một việc rất tài tình, chỉ có một số doanh nghiệp lớn mới làm được ở Việt Nam, như là FPT, Hòa Phát, Vinamilk đó, hay là một số công ty thủy sản họ có xuất khẩu rất là nhiều. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là về dự báo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020. Một là cái kết quả kinh doanh quý 4 2019 thì khá thấp. Nguyên nhân đến từ tăng lương mạnh nhằm mục đích đưa cái mặt bằng lương của FPT phù hợp với thị trường chung. Bởi vì nhiều người đã cho rằng cái lương của FPT thực sự là thấp hơn so với thị trường chung. Bên ngoài họ tăng lương nhanh quá, thế là FPT tăng lương không kịp. Do đó là vấp phải cái sự cạnh tranh về nhân sự rất lớn. Chính vì thế cái quý 4 2019 thì FPT đã quyết định nâng một cái level lương mới. Tức là không phải tăng lương theo năm nữa, mà ý là trước là level A là 5 triệu thì bây giờ nâng level A luôn lên là 6-7 triệu chẳng hạn. Đúng không ạ? Nâng một cấp mới. Thì quý 3 năm 2020 thì số lượng hợp đồng ký mới tăng mạnh tới 34% và 22% theo year on year, đạt tới 9,6 ngàn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020. Thì từ những cái dữ liệu trên, hai dữ liệu này, và cộng thêm các cái thông tin về thực thi việc tuyển dụng nhân sự chúng tôi thu thập được, thì chúng tôi dự báo rằng kết quả kinh doanh FPT trong quý 4 2020 dự kiến tăng trưởng từ 15 đến 28%, tương ứng với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể đạt từ 870 tỷ đến 969 tỷ đồng trong riêng cái quý 4 này. Thì từ năm 2021 đến 2024 thì chúng tôi dự báo rằng FPT có thể tăng trưởng trung bình khoảng 18% một năm cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ. Như vậy đây là một mức tăng trưởng rất cao, rất ý nghĩa, và FPT sẽ được định giá lại và đang được định giá lại với một mức cao hơn rồi. Đó là mọi người nhìn nhận đây là một công ty có cái hàm lượng về công nghệ nó sẽ cao hơn, hàm lượng về công nghệ viễn thông cao hơn, thay vì ngày xưa đó là một công ty đa ngành và không có trọng tâm và mũi nhọn nào cả. Đó là dự báo của tôi cho cái quý 4 năm 2020 này. Thì khuyến nghị của chúng tôi đối với cổ phiếu FPT này với cái vùng giá 57 này, đó là mua với tầm nhìn dài hạn trên một năm, rất đơn giản vậy thôi ạ. Và chúng ta hãy đầu tư lâu dài đối với cổ phiếu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Sau đây thì tôi cũng cung cấp thêm một số thông tin. Thì AZFIN Việt Nam thường xuyên mở các cái lớp đào tạo cho những nhà đầu tư, đó là lớp đọc vị cổ phiếu, thì chúng tôi để link ở phía dưới đây. Quý vị và các bạn có nhu cầu tham gia học thì có thể đăng ký ở phía dưới. Thì đặc biệt khi quý vị tham gia vào cái lớp này thì thực sự AZFIN đang có chính sách ưu đãi học phí trong thời gian này thôi. Đó. Và quý vị được học trải nghiệm 2 buổi free. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy nó rất hữu ích cho mình thì lúc ý mới hãy nhanh tay đăng ký, bởi vì mỗi lớp của chúng tôi rất có hạn. Đó, thì trên đây là nội dung tôi đã trình bày với quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thu được nhiều kiến thức hữu ích để có thể đầu tư thành công, hiệu quả như các học viên của AZFIN đã đạt được trong suốt 5 năm qua. Xin chào và hẹn gặp lại.